Mấy anh chị em mình khai thiệt đi Neo đang ế đúng không? Đang rảnh đúng không? Thì đang rảnh mới ngồi coi video của em chứ bận là nãy giờ đi dũa rồi Nhưng mà các anh chị yên tâm, các anh chị không cô đơn Bởi vì em cũng đang ế, em ế cho nên em mới làm video cho các anh chị ngồi xem đây Mùa lễ Noel sắp tới rồi thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mấy anh chị em Mình một cái mẫu design rất là dễ lụm tiền luôn, lụm lẹ luôn Là cái mẫu đèn chớp tắt chớp tắt đó Đầu tiên thì mình sẽ sơn trắng cho cái nền rồi mình vẽ một cái line màu đen. Mấy anh chị em mình muốn cong quẹo hướng nào cũng được. Sau đó chuẩn bị năm cái màu chrome mà mình thích hay năm cái màu mình không thích cũng được miễn sao có màu là được rồi vẽ cái lai like màu đen xong rồi nhớ sơn thớp giùm cho em sơn thớp xong hơi khô giùm em chút rồi bắt đầu mình lấy năm cái màu mình đánh mỗi chỗ một cục màu nào trước cũng được miễn sao nhớ đánh lên giùm cho em là được sau đó mình lấy cây cò nhỏ mình chấm cái thớp cốt mình để lên cái hình giọt nước nhỏ nhỏ như vậy đó rồi xong bỏ vô đèn hơi khô lần nữa nha mấy anh hơ chị khô xong rồi lấy một tờ giấy thấm alcohol chùi tới công chuyện cho em và đây là kết quả chúc anh chị thành công nha